Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Không quân Việt Nam có vũ khí mà Nga khiến phiến quân kinh hồn bạt vía ở Syria. Tiêm kích Su-30 Mk2 được coi là một trong những loại chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4, tiên tiến bậc nhất thế giới. Được coi phát triển từ dòng Su-27 huyền thoại từng một thời khiến các nước NATO khiếp sợ. Họ Su-30 không chỉ kế thừa toàn bộ những ưu điểm vượt trội mà còn được cập nhật, bổ sung những tinh hoa công nghệ mới nhất của ngành chế tạo hàng không Nga, Liên Xô. Khác với dòng Su-30 cánh vịt như Su-30MKI, Su-30SM, Su-30MKA, Su-30MKM, vốn thiên về tiêm kích phòng không hơn thì Su-30MK2 lại thiên về khả năng đánh các mục tiêu trên biển, trong khi các nhiệm vụ đối không, đối đất vẫn được đánh giá là tương đối mạnh điều làm nên tính đa năng và sức mạnh của tiêm kích Su-30 MK2 không quân Việt Nam đang sở hữu không chỉ nằm ở khung thân bền bỉ, động cơ mạnh mẽ, hệ thống điện tử hàng không hiện đại, mà còn ở vũ khí đi kèm. Theo giới thiệu trong catalog xuất khẩu vũ khí của Nga, về không đối không, Su-30 MK2 có thể mang phóng được các loại tên lửa tầm trung RVV AE, được NATO định danh là AA-12 Ader và R-27, tên lửa tầm gần R-73. Để làm nhiệm vụ trên biển, Su 30MK2 có thể mang phóng các loại tên lửa chống hạm cận âm và siêu âm, tên lửa diệt hạm giúp chọc mù mắt trên hạm đối phương, tạo điều kiện cho các loại tiêm kích bom như Su 22 tiếp cận, làm nốt việc còn lại là đánh chìm tàu địch. Để làm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, yểm trợ hỏa lực đường không cho các đơn vị lục quân, Su 30MK2 có thể mang các loại tên lửa không đối đất, bom thông minh có điều khiển, rocket và các loại bom rơi tự do. Được biết, tiêm kích Su-30 MK2 của không quân Việt Nam được trang bị hầu hết các loại vũ khí hiện đại nói trên. Để thực hiện giải nhiệm vụ rất rộng, từ tiêm kích phòng không, chống hạm trên biển xa, tập kích đường không vào các mục tiêu mặt đất, chế áp phòng không đối phương. Bom KAB 500KR mới đây lại một lần nữa được giới thiệu hết sức trang trọng khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 935 Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân vào tháng 6 năm 2021. Trước đó vào năm 2019, loại vũ khí tấn công mặt đất đầy uy lực này cũng đã được giới thiệu trên báo Phòng không Không quân khi đưa tin về đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại sư đoàn Phòng không 370 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sở dĩ bom KAB 500KR của Không quân Việt Nam được đánh giá cao là vì chúng đã qua thực chiến ở lò lửa Syria bởi các chiến đấu cơ Không quân Nga, khiến khủng bố IS và phiến quân nổi dậy, phiến quân cực đoan khiếp sợ. Phiên bản KAB-500KR được trang bị thêm đầu tự dẫn truyền hình ánh sáng thấp, cánh lái ở thân và đuôi đưa nó trở thành bom liệng không động cơ, có điều khiển. Về xếp loại KAB-500KR là loại bom điều khiển quang truyền hình thuộc nhóm vũ khí thả và quên được Liên Xô phát triển sau người tiền nhiệm KAB-500L vào khoảng giữa thập niên 1980. KB500KR được đánh giá có tính năng tương đương với GBU15 của Mỹ. kab 500 kr có chiều dài 3,05m, đường kính 0,35m, sải cánh 0,75m, trọng lượng 560kg với đầu đạn xuyên giáp nặng 380kg có khả năng xuyên phá qua 1,5 đến 2m bê tông cốt thép trước khi phát nổ. Bom KB500KR được thả từ độ cao 500 đến 5000m và tốc độ của máy bay ném là 550 đến 1100 km h tương tự như KAB 500L. Đầu dò quang truyền hình có thể khóa mục tiêu từ cự ly 15 đến 17 km, tùy thuộc vào tầm nhìn với độ sai lệch chỉ nhỉnh hơn 1 mét, một con số tương đối hoàn hảo. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!